Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu vực bãi nhà mình nhá. Ở xa xa kia là mẹ mình đang thu hoạch cà chua này. Và bây giờ mình sẽ đi xem bên trong nó có gì nhá. Nhà mình thì có tổng cộng 4 luống cà chua ấy. Đây là 2 luống đầu này. Bên kia là chỗ vừa nãy mẹ mình đứng ấy. 2 luống cà chua này chạy đến cuối bãi luôn. Rất là nhiều quả. Cà chua này hình như là mọi người gọi là cà chua Đà Lạt hay sao ấy. Nhưng mà nhà mình cũng có một chút cà chua tròn ấy, quả tròn hình như là gọi là cà chua Nhật. Đúng rồi. Ở giữa bố mình có đào một cái ao cá, thả cá trong đấy, nuôi cá. Hai bên thì có thêm các nhiều loại rau này, nhìn này. Đây là hành lá này, xà lách này, bên đối diện kia là rau diếp này. Còn có cả bắp cải nữa, bắp cải, su hào. Mấy cái dàn dàn này để cho mướp leo lên ý. Không biết mọi người thế nào chứ mình thích ăn cả rau diếp với xà lách luôn ý. Đặc biệt là ăn với cà chua ý, ngon cực kỳ luôn, mùa lạnh như thế này. Và đây là công việc hôm nay của mình. Mình sẽ phải đi tắt nước cho cây rau ở hai bên ao cá ý. Nghe nhìn có vẻ đơn giản thôi nhưng mà mọi người đau lưng cực kỳ. Trời ơi, mình tắt có 15 phút lại về nghỉ một chút ý. Đau lưng lắm luôn. Tại vì mình cũng ít lao động ý. Đa phần là ở nhà làm bài học bài. Nên là đa phần những cái công việc như thế này đều là bố mẹ mình làm thôi. Nhưng mà khi nào stress quá ý, mình cũng mò ra đây luôn ý. Kiểu nhìn thấy cây cỏ hoa lá này, tinh thần nó cũng thoải mái hơn ý mọi người. Nếu mà ai mà kiểu học online nhiều như mình ý thì cũng nên đi ra ngoài như này nhá. Vừa đây là thành quả của mình. Một đôi dép đầy đất, đôi bàn chân cũng thế, và chiếc quần. Trời ơi, video của mình đến đây là hết rồi. Hãy like và share nếu bạn thích video của mình nhé.